Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Tong từ một ngôi trường còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, học sinh chủ yếu là con em dân tộc thiểu số. Đến nay, bằng sự nỗ lực của trường, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và ngành giáo dục huyện Mường Nhé, nhà trường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, ngay từ đầu năm học, trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mường Tong đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư cơ sở vật chất, các phòng chức năng phục vụ học tập. Đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, đổi mới hình thức hoạt động của các tổ chuyên môn, tập trung vào việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh, thiết kế bài giảng khoa học, tăng cường kỹ năng thực hành vận dụng kiến thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Nhà trường chú trọng mở rộng không gian học tập cả trong và ngoài nhà trường, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, đổi mới công tác ra đề kiểm tra đánh giá học sinh, tăng cường bồi dưỡng cho học sinh giỏi và phụ đạo cho học sinh có học lực yếu. Nhà trường thành lập ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động 20 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, lồng ghép nội dung các cuộc vận động này trong suốt năm học. Đồng thời xây dựng kế hoạch giảng dạy, phân công nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể, hợp lý cho giáo viên bộ môn ngay từ đầu năm học. Cơ sở vật chất cũng như là phòng ở học sinh, nhà trường đã tu sửa trong hè cũng đảm bảo cho các em cơ bản là đảm bảo. Về công tác bán trú, ăn ở học sinh thì nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cái cơ sở vật chất như là nhà ăn, bếp ăn cũng như là cái hệ thống để đảm bảo cho công tác chế biến thực phẩm để cũng đảm bảo. Về cái chỉ tiêu của năm học 2020-21 thì về học sinh thì nhà trường cố gắng là năm nay nhà trường là tới này là nhà trường lên chuẩn, đạt công nhận chuẩn rồi, thì về cái phần trăm học sinh đạt hoàn thành tốt là chỉ tiêu đề ra là 10%. Đấy, còn hoàn thành thì đạt còn lại là hoàn thành. Về cái giáo viên thì năm nay, năm vừa rồi 19-20 thì nhà trường có 10, tổng cộng là 13 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Thì năm nay nhà trường sẽ phấn đấu lên là giữ nguyên cái học sinh giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh thì năm nay không thi. Thì còn đối với cấp trường thì nhà trường sẽ phấn đấu là trên khoảng 28 giáo viên còn lại là sẽ đặt giáo viên dạy giỏi cấp trường để đảm bảo cho các tiêu chuẩn của trường chuẩn. Về cơ sở vật chất, quan cảnh nhà trường thì nhà trường sẽ cố gắng là tu sửa dần. Đấy, về bồn hoa cây cảnh cũng như là các phòng lớp học thì có các ông chí là về phòng lớp học thì hiện tại nhà trường cũng trang bị đầy đủ như là quạt, rồi như là máy chiếu, rồi cũng như là tranh ảnh, như trang trí lớp cũng đảm bảo về vấn đề là trường học xanh sạch đẹp. Năm học 2020-2021, trường có 45 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn về chuyên môn. Mỗi giáo viên luôn ý thức cải tiến phương pháp, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình sách giáo khoa, tích cực tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng do ngành tổ chức, thực hiện đổi mới trong công tác quản lý, đổi mới trong công tác giảng dạy với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, qua đó chất lượng giáo dục hàng năm được nâng lên một cách toàn diện và vững chắc. Vậy để nâng cao cái chất lượng giáo dục trong nhà trường cũng như là chất lượng giáo dục của bộ môn giảng dạy thì đầu tiên những người giáo viên chúng tôi là phải thay đổi cái phương pháp dạy học, thay đổi cái hình thức tổ chức dạy học đa dạng phong phú để lôi cuốn được các em học sinh, và tổ chức phân luồng các em học sinh để có cái cách thức dạy học để phù hợp với từng đối tượng học sinh. Về phía học sinh thì chúng tôi giáo dục cái ý thức tự học của học sinh, tự nghiên cứu, tự tìm tòi, cũng như là khuyến khích các em tích cực trong việc học tập. Thì trong quá trình học tập thì chúng tôi hỗ trợ, giúp đỡ từng học sinh một để giúp các em có được những kỹ năng, cái kiến thức cơ bản nhất để nâng cao được cái chất lượng và hiệu quả trong việc học tập. Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, tổ chức tư vấn phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, triển khai hiệu quả phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
phát huy tính tự giác của học sinh, tham gia các hoạt động xây dựng nhà trường xanh, sạch đẹp, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, qua đó giáo dục cho học sinh kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật. Đặc biệt là đã duy trì thực hiện đầy đủ chế độ bán trú cho học sinh, qua đó đảm bảo sức khỏe, chế độ chăm sóc toàn diện cho học sinh. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh ra lớp chuyên cần luôn đạt gần 100%. Năm học này, toàn trường có hơn 600 em, trong đó 500 em là học sinh bán trú được nuôi ăn ở tại trường. Đến nay, trường đã đầu tư xây dựng được 45 phòng bán trú kiên cố, sạch sẽ, hệ thống nhà ăn, bếp nấu ăn cũng được đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt công tác bán trú cho học sinh. Được đến trường là ở bán trú, hàng ngày cháu được ăn ở sạch sẽ và no ấm. Phòng ở của cháu thì có quạt, có điện và có chăn, có màn. Thầy cô giáo rất chăm lo cho chúng cháu khi đau ốm và dạy chúng cháu ăn ở sạch sẽ, đoàn kết với bạn bè và biết lễ phép với người lớn tuổi. Thầy cô giáo tổ chức cho chúng cháu học buổi tối. Cháu cảm thấy đến trường rất vui. Cháu sẽ cố gắng học được tốt để không phụ lòng thầy cô và bố mẹ. Năm học 2019-2020, nhà trường có 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt trên 99%. Học sinh đi học đúng độ tuổi đạt 100%. Có được kết quả là cả quá trình nỗ lực hết mình của đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường trong dạy và học, cùng với sự quan tâm hỗ trợ tích cực của ngành giáo dục các cấp cũng như chính quyền địa phương. Phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, năm học 2020-2021, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường quyết tâm duy trì những thành tích đạt được, nỗ lực hết mình để trở thành điểm sáng trong công tác giáo dục của huyện. Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết Trung Thu năm nay hàng hóa khá dồi dào, giá cả ổn định là tín hiệu vui đối với người tiêu dùng. Để bình ổn thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng dịp Tết Trung Thu, Đội Quản lý Thị trường số 6 huyện Mường Nhé đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng hàng hóa và việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho người tiêu dùng. Thời điểm này, nhu cầu mua sắm các mặt hàng bánh kẹo, đặc biệt là bánh trung thu và đồ chơi trẻ em của người dân bắt đầu tăng cao. Lợi dụng điều này, một số cửa hàng trà trộn đưa ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng và uy tín của các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh. Để chấn chỉnh những hành vi vi phạm, ngay từ đầu tháng 9 giữa tháng 7 âm lịch, Đội Quản lý Thị trường số 6 huyện Mường Nhé đã xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu, tập trung vào các cơ sở kinh doanh bánh kẹo, hàng thực phẩm chế biến, nước giải khát, bánh trung thu, đồ chơi trẻ em trên địa bàn quản lý. Để thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao này, thì chúng tôi thường xuyên đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chi cục Quản lý Trường và Ủy ban Nhân dân huyện Mường Nhé trong công tác kiểm tra kiểm soát thị trường. Thì chúng tôi đã chủ động xây dựng các kế hoạch thường xuyên và chuyên đề, trong khi đó trình cấp trên phê duyệt để tổ chức thực hiện làm sao đúng quy trình trong công tác kiểm tra kiểm soát thị trường. Còn đối với lại cái kế hoạch chuyên đề ấy, trong một năm ấy, thì thường là nó xảy ra là có một số cái mặt hàng nhạy cảm theo thời điểm, ví dụ như là trong cái kỳ thi trung học phổ thông diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6 hàng năm ấy, thì chúng tôi tăng cường chỉ đạo công chức trong đội thường xuyên kiểm tra giám sát đối với một số những mặt hàng hóa nhạy cảm, ví dụ như là nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng và với một số các quán kinh doanh người khác, để nhằm đảm bảo thứ nhất là về an toàn trong cái kỳ thi trung học phổ thông, tránh cái tình trạng tăng giá ép giá trục lợi về vấn đề nhà nghỉ hay là một số những cái mặt hàng tiêu dùng trong sinh hoạt hàng ngày, trong quán kinh doanh ăn uống, thì chúng tôi luôn lưu ý kiểm tra về cái nguồn gốc xuất xứ hay hạn sử dụng. Cùng với đó, Đội Quản lý Thị trường số 6 còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh để họ hiểu và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn các tổ chức cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong kinh doanh, sản xuất và dịch vụ thương mại. Trong đó, tập trung vào kiểm soát, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh chế biến thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đội đã tiến hành kiểm tra nguyên liệu sản xuất bánh trung thu, việc sử dụng phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm của cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn huyện,
Qua công tác kiểm tra kiểm soát cho thấy, đa phần các cơ sở đều chấp hành đúng quy định của pháp luật. Chuẩn bị Trung thu thì em cũng là đại diện cha mẹ học sinh cho bên khối nhà trường. Thì là em cũng có đi mua một số sản phẩm Trung thu cho các cháu này. Ví dụ như là bánh Trung thu và sữa và một số sản phẩm khác này. Lý do em chọn các sản phẩm ở cửa hàng này, thứ nhất là em thường xuyên hay mua ở đây và sản phẩm ở cửa hàng này cũng khá là phong phú và bọn em cũng có quen biết là chủ cửa hàng và người ta cũng tư vấn cho bọn em mua sản phẩm chất lượng. Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Điện Biên và Ủy ban Nhân dân huyện Mường Nhé về tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu, Đội Quản lý Thị trường số 6 huyện Mường Nhé đã vào cuộc triển khai tích cực. Để hạn chế tình trạng gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu, đội ra soát và yêu cầu các hộ kinh doanh ở các xã ký cam kết không tàng trữ, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành với nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, người trực tiếp sản xuất kinh doanh. Việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết và công bố hợp quy, hợp chuẩn sản phẩm. Việc chấp hành quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, đặc biệt là nguồn gốc xuất xứ của các loại phụ gia thực phẩm. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đội Quản lý Thị trường số 6 đã kiểm tra, phát hiện và xử lý tổng số 12 vụ vi phạm trong lĩnh vực niêm yết giá và vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính 17 vụ, xử phạt và nộp ngân sách nhà nước tổng trị giá 38 triệu đồng. Trong đó, vi phạm về an toàn thực phẩm như vi phạm không niêm yết giá hàng hóa, vi phạm về kinh doanh hàng hóa hạn sử dụng trên nhãn hàng hóá, trị giá hàng tiêu hủy tại chỗ 44 gói bánh nướng, trị giá trên 350.000 đồng. Và cái vấn đề sắp tới là rằm Trung thu tháng 8, đối với một số mặt hàng ví dụ như là bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch xây dựng để tổ chức tăng cường kiểm tra nhằm đảm bảo trong từng thời điểm đối với những mặt hàng nhạy cảm và có sức tiêu dùng mua sắm tăng cao. Nhất là vào dịp cuối năm 2018 này thì báo cáo anh là vào thời điểm cuối năm giáp Tết Nguyên đán thì đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường là gia tăng, sức mua thì cũng gia tăng. Do vậy cần phải có kế hoạch trong công tác phối hợp và kiểm tra kiểm soát thị trường nhằm làm sao đảm bảo trong từng thời điểm để kiểm tra kiểm soát nhằm hạn chế tình trạng là tăng giá hay ép giá gây trục lợi, gây mất ổn định thị trường. Để Tết Trung thu diễn ra vui tươi an toàn cùng với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng tem mác, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ khi lựa chọn sản phẩm. Nên mua hàng hóa của các thương hiệu, nhãn hiệu có uy tín, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.